sẵn sàng, rèn ý chí cùng thể thao. Chiến binh tí hon, 20:45 thứ hai hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Trời ơi, nguy hiểm quá. Simba đã có một pha tả xung thủ đột. Thủ môn Đức vẫn rất là xuất sắc nữa các bạn. Các em vẫn không quan tâm tới chơi bóng. Rồi giờ Bảo Ngọc được vào thay cho bé Kem. Ngọc ơi, vô đội ngồi lên chút. Bảo Ngọc quên rồi. Và Bảo Ngọc là người vào sân thay cho bé Kem của chúng ta. Đúng rồi. Phúc Khang truyền cho Simba. Phúc Khang truyền rãn rất cắt cao. Cơ hội. Rất xuất sắc, một pha chi cản rất xuất sắc đến từ thủ môn Đức của chúng ta. Xuất sắc đó trời, mình có chụp anh giỏi quá. Quá giỏi. Có thể nói là đội thủ môn Minh Đức là người nhện của đội màu vàng. Anh ta chụp bóng rất là xuất sắc, cản phá xuất thần. Simba, vẫn là Simba, vẫn là Simba, vẫn là Simba. Không được rồi. Đã có phạm lỗi. Phạm lỗi rồi. Dạ con không biết. Ơi có sao không? Anh không biết. Lâm Anh ơi. Và đã bị trọng tài nhắc nhở tuy tình huống này không có thẻ phạt. Xin lỗi nha. Trận đấu đang đi vào những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Liệu đội nào sẽ có bàn thắng mở tỷ số đây ạ? Và Phúc Khang là người thực hiện quả đá phạt hàng rào cho đội màu xanh. Đúng rồi Khang ơi. Cơ hội đây rồi. Nguy hiểm quá. Không vào. Thủ môn Minh Đức đã xuất sắc. Vẫn còn. Quyền đá biên thuộc về đỏ xanh. Bảo Ngọc lên nha con. Phúc Khang đã có bóng. Cơ hội. Vâng, và người mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay đó chính là đội trưởng Vâng, và vừa rồi là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Và hiện tại tỷ số 1-0 đang nghiêng về đội Mèo Ngô. Con lại đây Khánh lại đây. Con phải tập trung con giữ. Bây giờ có anh Đức lên rồi hiểu không? Bây giờ anh Đức vô, anh Đức phụ bảo dưỡng thủ môn. Được chưa? Nhưng mà sao còn đâu cô? Sao còn đâu cô? Lạnh lùng quá. Nhưng mà phải bình tĩnh lại hiểu không? Sao mà cái gì mà nhanh thì nè, con cứ bị chạy sao Lâm Anh không à? Hiểu không? Con phải chạy song song với Lâm Anh chứ. Tụi con bây giờ mình đổi qua đây nha. Mình sẽ đổi sân. Một lát nữa con sẽ qua bên này ha. Con phải chạy song song với Lâm Anh chứ. Còn bây giờ là con phòng thủ, con hiểu không? Không còn buồn. Không còn buồn đâu em. Lần này đợi mình cố gắng. Không còn buồn. Không còn buồn. Đừng. Sao khóc? Chút nữa đợi mình thắng rồi. Sao khóc? Cố gắng lên. Để
Cố lên. Rồi, từ chai nước của mình đâu? Rồi, đi. Đi theo con, mình đi theo con. Ôi, thương em. Rồi, em Bình đi qua đây. Bảo. Trúc Chi, đi. Đi, qua bên kia. Đội vàng qua bên kia. Vòng này đội mình thắng nè, hiểu không? Sao An Bình khóc vậy? Cố lên An Bình, cố lên. Quyết tâm đi. Con, đi về đây. Kem ơi, về chỗ đi tập trung nha. Minh Hanh ơi, con đi đâu rồi trời? Minh Hanh ơi. Minh Hanh, where are you? Minh Hanh. Trời ơi, cả thanh xuân tôi đi tìm Minh Hanh. Ai đây nè, con gì mà giặt môi bên đây nè. Sao vậy? Không biết. Và trong giờ nghỉ giải lao, cầu thủ Minh Hanh của đội Mèo Ngầu đã bị chấn thương. Mặc dù không thi đấu nhưng vẫn bị chấn thương chưa ra sân luôn ạ. À, bây giờ tới con nha. Con chịu đá không? Rồi, Minh Hanh à, chân con có sao không? Cho chú phỏng vấn một chút xíu. Liệu sau chấn thương vừa rồi thì con có thể ra sân thi đấu và giúp cho đội Mèo Ngầu giữ vững tỷ số cũng như là có thêm nhiều tỷ số khác được không ạ? À? Có quyết tâm giúp cho đội Mèo Ngầu chiến thắng không? Dạ có. Cảm ơn con. Và con có thể dự đoán là trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào không? Con sẽ thua. Thắng. Thắng rồi, tuyệt vời. Xin cảm ơn câu trả lời của cầu thủ Minh Hanh của đội Mèo Ngầu ạ. Và tiếp theo sẽ là hiệp thi đấu thứ hai của đội Mèo Ngầu và đội Kiến Càng. Xin tất cả trong tràng vỗ tay thật to có được không ạ? Và như các bạn đã thấy thì ở hiệp thi đấu thứ hai này, đội Kiến Càng đã đưa thủ môn tuyển của mình, đó là cầu thủ Minh Đức, từ vị trí thủ môn lên vị trí tiền đạo cắm, thay thế ở vị trí thủ môn của Minh Đức, đó chính là Gia Bảo. Đá bóng bằng tay nha, không dùng tay nha. Em biết phải giữ bóng bằng chân rồi. Hai em đứng trên đó đi để. Mai Chi thì nhờ em này là em không cần đợi thêm mấy anh đâu. Em chỉ còn chặn lưới cho chị thôi. Hiểu không? Em chỉ chặn lưới, không cho cái bánh lọt vô đó. Nhớ chưa? Rồi, ok. Quyên ơi, Quyên đứng ngay đó nha con. Con nhắc em. Con nhắc em. Mai Chi ơi, cố lên nha con. Vâng. Mèo Ngầu cố lên! Chiến binh Tí Hon, 20:45 thứ hai hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Beyond.